Hello mọi người, đã trở lại với xe máy Hiếu Thanh Phát. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một dàn siêu phẩm Exciter 155 rất là đẹp ha. Và những cái màu này là bên em sơn mơ đê nha. Đầu tiên ở đây em có một chiếc màu xanh xi măng. Em này thì hiện tại đang lên cho phiên bản chìa khóa với giá chỉ có 44 triệu 500 ngàn và trả trước khoảng 7 triệu thôi là mình có xe rồi ha. Tương tự nếu mà màu 3D thì anh chị mình có thể độ cho bất cứ phiên bản là khóa thông minh hay chìa khóa đều được ha. Cái tay thắng này là bên em độ lên nè. Tay thắng zin thì sẽ không thể có cái độ đàn hồi cao và có thể tăng chỉnh được như thế này ha. Phía sau thì bên em có gắn chống độ sau nè, gác chân sau nè, bảo vệ vô. Cái phần này cũng sẽ giảm được cái độ nóng cho mình đó anh chị. Khi mà mình lỡ mình đụng vào thì có cái này nó sẽ đỡ nóng hơn nè. Bên hông thì có thêm một cái phụt nha. Xe này em có gắn phụt độ luôn nè. Và anh chị lưu ý giùm em, thường thường giá xe em báo là đơn thuần là giá xe nha. Còn chi phí đăng ký hoặc là đồ chơi gì đó thì em chưa có tính vào trong đó sẵn. Tại vì cái đồ chơi này là bên em trang trí thêm á, nên là anh chị ví dụ như mình thích mình có thể mình lấy. Còn nếu mà mình không thích thì bên em sẽ tư vấn sau cho mình. Nên là em không có cộng sẵn vào nha. Chống độ trước này cũng là bên em gắn thêm, bảo vệ két nước và ba ga cũng vậy ha. Phía trong này thì em có thêm một màu trắng đỏ Samurai nữa. Cái em trắng đỏ này là lấy cảm hứng từ Samurai Nhật Bản. Tem cũng rất là đẹp ha. Anh chị mình muốn xem nguyên chiếc đó, có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo, em gửi mẫu nguyên chiếc cho anh chị coi ha. Tại vì ở đây là xe dựng hơi sát nên là không có quay cận cảnh chiếc xe cho anh chị xem được á. Đây là màu hồng Barbie cũng rất là dễ thương. Em này thì màu xanh, xanh chuối cũng không hẳn nữa, mà dạng như xanh lá cây thôi, màu khá là nhạt và đẹp nữa. Cái màu này phối với màu bạc ha, xanh với bạc. Em này cũng vậy, là xanh dương nhạt. Này là màu titan nè, hay còn gọi là xanh galaxy, có rất là nhiều tên gọi đối với màu này ha. Màu này màu xanh cốm và đỏ candy ha. Xanh cốm em có hai mẫu tem nha anh chị, tem ngôi sao nè, với lại tem theo cái tem special edition phiên bản giới hạn á. Và cái kế bên là cái màu xám đen phối với lại màu vàng gold. Cái màu này thì cũng best seller luôn ha, bán rất là chạy. Còn nếu mà anh chị thích đó thì mình mua cái màu đỏ candy á, nó rất là dễ sử dụng ha, và màu đó nó không có kén người chạy lắm. Giá xe Exciter 155 bên em á thì cũng rất là mềm, chỉ dao động từ 42 triệu 500 cho tới 48 triệu 500 thôi. Và khi mà anh chị mình mua góp á, chỉ cần trả trước từ khoảng 5 tới 10 triệu thôi ha, là mình có thể mình mua được xe theo hình thức là trả góp rồi đó. Mà bên em vẫn bán tiền mặt bình thường nha, anh chị nào có nhu cầu mua tiền mặt thì cứ mua thôi. Rồi nếu mà mua góp thì anh chị chuẩn bị cái thủ tục giấy tờ giùm em là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Nếu như mà có thêm những giấy tờ khác, ví dụ như là bằng lái, hộ khẩu, bảo hiểm y tế gì đấy thì càng tốt ha. Còn nếu không có thì cũng không sao cả. Đặc biệt bên em có hỗ trợ khách hàng đủ 18 tuổi ha anh chị. Một số nơi thì họ sẽ hạn chế khách hàng 18, còn bên em là không có ha, cũng hỗ trợ bình thường. Nhưng mà nếu mà mình đủ 20 sẽ có nhiều cái ưu ái hơn một chút thôi. Và bên em thì có rất là nhiều ngân hàng để hỗ trợ cho mình. Đặc biệt là trước khi tới mua xe, nếu mà anh chị có liên hệ qua hotline trước của cửa hàng đặt lịch, mình sẽ được hỗ trợ từ 500 ngàn cho tới 2 triệu tiền xăng xe ha. Số hotline là 0937 438 101. Số này cũng có Zalo luôn ha anh chị. Và địa chỉ cửa hàng nằm ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Anh chị ở xa có thể tới ngã tư Sở Sao, em hỗ trợ đón vào miễn phí ha. Hôm nay thì chắc em sẽ kết thúc video ở đây. Mong là sẽ nhận được một nút like chia sẻ của cả nhà. Và mọi người hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật được giá xe mới nhất nha anh chị. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà.